Sáng nay, ngày 15 tháng 12, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể tại hội trường Hội đồng Nhân dân thành phố. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đồng chủ trì kỳ họp. Dự phiên khai mạc kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trong 3 ngày 15, 16 và 17 tháng 12. Điểm cầu chính tại hội trường Hội đồng Nhân dân thành phố số 42 Bạch Đằng kết nối với điểm cầu tại trung tâm hành chính thành phố số 24 đường Trần Phú và các điểm cầu tại quận huyện. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, năm 2021, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chia sẻ, chung tay, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, thành phố đã đạt được những kết quả khả quan bước đầu, từng bước chuyển sang trạng thái thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Nhấn mạnh, đây là kỳ họp hết sức quan trọng, giải quyết một khối lượng công việc khá lớn. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn để tìm ra những giải pháp căn cơ nhằm sớm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2022 và những năm tiếp theo. Những nhận định mang tính tầm nhìn, những đánh giá sát thực tế sẽ là những yếu tố cần thiết để đảm bảo tính đúng đắn, hiệu lực của các chủ trương chính sách mới, những biện pháp mới, qua đó xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình vừa phòng chống dịch, vừa duy trì khôi phục phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Mỗi ý kiến thảo luận, mỗi vấn đề chất vấn sẽ thể hiện rõ vai trò của người đại biểu và là những mắt xích quan trọng liên kết với chính quyền các cấp để chúng ta cùng nhau tháo gỡ những điểm nghẽn trong điều hành và quá trình triển khai nhiệm vụ của các cấp, các ngành và hơn hết là cùng hướng đến mục tiêu đáp ứng tốt nhất sự mong đợi của cử tri, nhân dân và của cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, một lần nữa, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phát huy vai trò trách nhiệm của mình, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tiếp tục phát huy trí tuệ, hiến kế các giải pháp với tinh thần xây dựng, dân chủ để cùng nhau đóng góp vào thành công của kỳ họp. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhất là trong điều kiện thành phố đang thí điểm chính quyền đô thị với nhiều thách thức. Bí thư Thành ủy cũng gửi lời cảm ơn các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhân dân thành phố, cộng đồng doanh nghiệp đã đồng lòng chung tay để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021. Trước nhiều khó khăn thách thức trong năm 2022, khi Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung trí tuệ đổi mới, sáng tạo, có quyết tâm chính trị cao để tận dụng tốt những cơ hội, đề xuất những giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ và trách nhiệm trước cử tri để thảo luận, phân tích làm rõ hơn, sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ ra những tồn tại bất cập để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong năm 2022. Hội đồng Nhân dân thành phố cần tập trung đề xuất và quyết định các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc về mặt pháp lý của các dự án đang tồn đọng kéo dài, giúp khơi thông nguồn lực, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách và quan trọng hơn chính là khắc phục tình trạng gây lãng phí nguồn lực cho nhà nước, xã hội và doanh nghiệp. Tập trung nghiên cứu, thảo luận và đưa ra những giải pháp tiếp tục để hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần nghị quyết 119 của Quốc hội, tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chủ trương để đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ cho ý kiến 149 tài liệu, xem xét thông qua 34 nghị quyết riêng trên các lĩnh vực và nghị quyết chung về nhiệm vụ năm 2022. tập trung trao đổi, đi sâu phân tích thực trạng, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế nhằm triển khai và hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, rà soát kiến nghị các cơ quan hữu quan xây dựng kế hoạch tiến độ giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng trong thực hiện các nghị quyết, các cam kết, các thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và ý kiến kiến nghị của cử tri trong thời gian qua. Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ dành thời gian 2 ngày cho hoạt động thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn trên tất cả các lĩnh vực.